Hoàng hậu kể rõ rất chiêm bao. Các lão thần đoán mộng và tâu lên rằng lệnh bà khai sinh một hoàng nam, tài đức vẹn toàn xưa nay chưa từng có. Thật vậy, hôm ấy ánh bình minh vừa ló dạng, hoa ưu đàm tỏa sáng, Lâm Tỷ Ni thị hiện đấng siêu nhân. Chỉ cần tiếng reo ca, muôn hoa thơm tỏa sáng, từng giọt nắng lung linh, hoa sắc anh bình minh, hoa màu hoa ra bên cánh sen hoa, vừa thầm huyên Lâm Tỷ Ni, thành ra đi là về. Từng bước đi nhìn nhau quang thái, từng bước đi nhẹ như cánh bay. Hoàng hậu mà ra dừng bước bên gốc cây, bên cạnh hoa ưu đàm. Hoàng hậu mà ra tràn đầy hai đóa hoa, càng xanh thái tư hào quang tỏa tràng. Mặt trời xuân hiền tương đông, vua Tịch Phạn nghe tin truyền cho quan quân Ngân Kiều đón rước hoàng hậu và thái tử về triều.